Thanh mất à? À Hoàng Mai chịu rồi, Hoàng Mai đang giải phóng à? Cái chỗ đấy, đây cái điện thoại đã bật ở đấy. Mất trộm cắp sợ thật. Xong với cả cô Hoàng Mai trộm mất nữa. Tôi mất điện thoại 2 năm sau lại thằng khác mất luôn. Hết đảm bài đó. Cũng thế ra tiền thì vẫn vậy. Cộng và ý là để xem có bao nhiêu tiền mình đang mua gì.
ký hiệu ủy quyết. Của tôi giờ cần mua gì đâu. Xem có gì gì đâu. Chúng ta tính phát sinh chưa? Dạ, đưa em hỏi đây. Nói cũng không nhiều lắm hả? Thì gương nó biết là đúng là còn gì nữa. Gương là người hay mua mấy thứ đó. Tưởng trải. Bây giờ mà em cũng mua thì bắt đầu có mua thêm cái gì đâu. Ô thông kia ra kia ngồi rồi. Nó ở đây để kê thoại mà. Là vậy. Con này thì lúc mua về thì tất cuộc mà. Chị ơi. Một người tao. Tốt rồi. Ôi xin. Đạp xuống mình lên. Tối nay có tân tân hả? Chắc chùa. Vậy có phải tối nay anh sao ơi? 100 cái từ giờ hôm đấy đủ mà. Đúng không? Nay mới 25 rồi nhỉ. Nay mới 25. Ờ nhỉ, mình còn 2 ngày á. Ơ chết. Chết xong tôi rồi. Em ơi từ từ nha. Một cái ngoài này. Yo, bà tìm trận luôn nha. Tôi không có tiền được phần áo mà.
con đống chăn là định vứt đống chăn ra tiệm giặt mà nghĩ mình có đặt phê đi chăn lông chăn bông lông chăn bông ấy chăn bông đặt lắm trời ơi chăn bình thường khi đi nó rẻ thôi tầm 35.000 à còn chăn bông thì nó cũng phải tầm 60. Mày con gan đấy, nó cứ vứt hết tầng giặt thể đấy. Mà vứt xong nó biết mình kia nó mới giặt xong. Có cầm về đâu thì vứt đấy. Còn còn hoặc là cái gì vứt luôn được rồi. Tiền vứt luôn được rồi. Chứ nhiều quá. Cái đàn bảo lướt sẽ có một gì Rampage. Killing spree.
spree. Thì trời. Mấy giờ anh Đức lấy video đấy?